Do nguồn cung ít, nhu cầu lớn, cho nên giá thu mua tôm nguyên liệu thời điểm này vẫn giữ ở mức cao. Hiện tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, giá tôm sú nguyên liệu loại 30 con 1 kg ở mức 218.000 đồng 1 kg, tôm sú cỡ 40 con 1 kg có giá 180.000 đồng 1 kg, tôm thẻ chân trắng cỡ 50 con 1 kg có giá 138.000 đồng 1 kg, tôm thẻ chân trắng cỡ 60 con 1 kg khoảng 133.000 đồng 1 kg. Với giá bán như hiện nay, người nuôi tôm sú có lợi nhuận từ 400 đến 450 triệu đồng một hecta sau 4 đến 4,5 tháng nuôi. Đối với tôm thẻ chân trắng, lợi nhuận từ 300 đến 400 triệu đồng một hecta sau 2,5 đến 3 tháng nuôi. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, năm 2016, ngành tôm phải đối mặt với rất nhiều áp lực từ thời tiết bất lợi, xâm nhập mặn, khan hiếm nguyên liệu và dịch bệnh. Tuy nhiên, thị trường tôm vẫn tăng với nguồn xuất khẩu lớn, sản lượng tôm nước lợ cả nước đạt 650.000 tấn.